Đến nhà cụ nội chơi, bé gái bất ngờ được tìm thấy ở nghĩa trang. Cho con gái 5 tuổi đến nhà cụ nội chơi, ngủ qua đêm nhưng bé tự ý mở cổng rồi đi lạc. May mắn, bé được công an xã phát hiện nên đã đưa về chăm sóc, tìm người thân. Xác nhận với phóng viên báo Sức khỏe và Đời sống, đại diện xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh cho biết, sáng sớm hôm qua, mùng 4 tháng 7, trong quá trình đi tuần tra, công an địa phương bất ngờ phát hiện một bé gái khoảng 4 đến 5 tuổi đang lang thang ở khu vực nghĩa trang. Bằng các biện nghiệp vụ, lực lượng công an xã đã xác minh và bàn giao bé gái bị lạc về với gia đình. Theo thông tin, vào khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, trong quá trình tuần tra dọc tuyến đường liên xã, công an xã Tiền Phong phát hiện một cháu nhỏ đang lang thang một mình tại khu vực nghĩa trang mà không có người lớn đi cùng. Nghi ngờ cháu bé bị lạc, bản thân không nhớ địa chỉ, số điện thoại người thân trong gia đình. Công an xã Tiền Phong đã đưa cháu bé về trụ sở trông nom và chăm sóc tạm thời. Ngay sau đó, công an xã tiến hành xác minh, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm người nhà của cháu bé. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, chị DTLT, sinh năm 1997, trú tại thôn 4, xã Tiền Phong, cùng thị xã Quảng Yên, đến trụ sở công an xã nhận lại con gái LQN, sinh năm 2018. Chị T kể, vào tối mùng 3 tháng 7, chị cho con gái sang nhà cụ nội tại xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, chơi và ngủ qua đêm tại đó. Đến sáng sớm ngày mùng 4 tháng 7, cháu N tự mở cổng và đi lạc ở đường liên xã. Sau khi phát hiện sự việc, gia đình, người thân đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy, may mắn nhận được tin báo công an xã Tiền Phong phát hiện, tìm được bé. Nhận lại con gái sau khi đi lạc, chị T gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cán bộ, chiến sĩ công an xã Tiền Phong đã giúp gia đình tìm và chăm sóc cháu. Đồng thời cho hay sẽ rút kinh nghiệm trong việc quản lý, chăm sóc con trẻ của mình và gia đình.